Anh nghĩ sao nếu người đàn ông tìm đến mình rồi mỗi ngày nhắn mỗi ngày và hẹn đi ăn uống và cứ thế không có hành động để xác định mối quan hệ của hai đứa với mọi người ạ? Anh nghĩ này vui quá. Anh nghĩ là cái này vui quá. Em ơi, thằng cha đó nhắn tin mỗi ngày, nhắn tin mỗi ngày mà hẹn đi ăn uống mà cứ như thế không có hành động xác định mối quan hệ hai đứa với mọi người. Em ơi, anh ta không có hành động xác định, có nghĩa là anh ta đang xác định là hành động này, là mối quan hệ này là bình thường không có gì á. Bây giờ này nha, em chạy qua thằng cha hàng xóm đi. Cái thằng cha bên trái á, là cái thằng cha mà nhà có chiếc Lamborghini body 6 múi, cao 1m8, ok. Mặc đồ body đẹp, chạy xe Lambo, ok. Thằng cha bên phải là thằng cha mập 100 mấy chục ký, bụng phệ, mặc cái quần xà lỏn, lúc lắc lúc lắc lúc lắc. Đầu hói, già, nói giọng lơ lớ. Ok. Em mới lại em hỏi cái em gõ cha bên phải. Cái thằng cha mở ra, chào cô, ngồi giúp gì được cho cô. Cái em mới nói là mình mà chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ của mình cả. Vậy cái mối quan hệ của mình là gì? Thằng cha trợn mắt lên nhìn xuống em, nhìn từ trên xuống dưới. Cái câu đầu tiên cho hỏi em là gì? Uống thuốc chưa? Thì giả sử vậy nè, em nói vì em muốn có câu trả lời, em nói là uống rồi. Ông mới nói là vậy thì ngồi trả lời cho cô nha. Mối quan hệ của mình á, là mối quan hệ không cần xác nhận, tức là một mối quan hệ nó bình thường á. Tại vì có 7 tỷ người trên thế giới mà nếu mỗi người mình đều lại xác nhận là mối quan hệ của mình là láng giềng, là người lạ, là khác tôn giáo, là khác quốc gia, là người nước ngoài, thì chắc đời này không đủ thời gian để đi xác nhận. Tức là sao? Không xác nhận có nghĩa là nó sao nó là vậy và không có gì đặc biệt để phải xác nhận. Người ta chỉ xác nhận khi là đặc biệt. Xong em mới qua, em nói ok, thật tôi cũng hiểu hiểu sơ sơ nhưng mà ông nói giọng lơ lớ khó nghe quá. Em qua bên trái em gõ cửa anh đẹp trai 6 múi và anh em hồi hộp, biết tại sao hồi hộp không? Cái em gõ cửa bụp bụp, cái anh bước ra cái em nhìn lên, tại vì em cao thức rưỡi, anh cao thức 8 á, cái nhìn mà lúc này vô tình là anh đang tập tạ á, cho nên anh bước ra mà vắt cái khăn ở trên vai rồi ngực đô rồi giày cơm ra rồi 6 múi đang là mồ hôi nó nhiễu, mà anh ta vừa mới nhìn xuống, chào em, cái giọt mồ hôi nhiễu cái tẩm một cái lên vai em, cái em nói tại vì trong mồ hôi của anh ta nó có cái gọi là pheromone đó, pheromone á, tức là cái mùi người đó. Cái em ok, cái em hỏi anh cái mối quan hệ của mình á hình như chưa bao giờ mình xác nhận cả, thì mối quan hệ của mình là gì? Anh ta nhìn em, cái điện thoại reng nha, vừa nói cái reng, bóc cái điện thoại lên, cái bấm lên, cái em thấy tên, cái tên đó, em vô tình em nhìn thấy cái tên đó là hoa hậu baby hả? Anh ta mới bấm vô nói là ô em hả, sao em khỏe, em ăn gì chưa, ô em muốn ăn, để anh chạy qua liền, anh đón em dắt em đi ăn liền nha, trời baby, trời thương quá, nhớ quá, bye bye, tặng cái em mới nghe xong cái em cảm giác em buồn á, cái cảm giác mà hồi nãy đó nó buồn, cái em buồn, cái em hỏi anh, nhưng mà em hỏi anh chưa trả lời cái quan hệ mình là gì. Anh ta nhìn em nói em uống thuốc chưa, thì em cũng bắt chước giống như bên kia, em nói thôi muốn có câu trả lời mình cũng cho nó xong đi, dạ em uống rồi, nhưng mà anh trả lời em đi, nó là cái mối quan hệ của mình á là nó không có gì để xác nhận em. Nếu mà muốn thì em gọi là hàng xóm cũng được. Ok, nhưng mà giờ anh bận rồi, baby của anh đang chờ, anh đi chút xíu nha. Thế là anh ta chụp cái bóp, ok, anh ta chụp cái chìa khóa xe Lambo, ok, có cái logo, có cái xe Lambo. Anh ta chạy ra, cái cửa xe nó mở, đứng lên, anh ta chạy xe, vù cái chạy lên nhà baby của anh ta. Hết chị. Em sẽ thấy rằng, khi mà người ta không có hành động để xác nhận mối quan hệ của mình, thì đó là một quan hệ chẳng có gì để phải xác nhận. Tức là gì? Không có tình cảm. Rồi, câu trả lời với em. Thử làm đi, biết liền gì. Trời, khổ ghê á. Tất cả những cái câu hỏi của em là vì lăn tăn, là vì không có kiến thức rồi bị phụ thuộc tình cảm mà đi hỏi. Chứ bản chất nó rõ như ban ngày. Hỏi mấy cái câu mà diễn á, ngứa ngứa. Mấy câu mà nhiều bạn á, mà cũng hơi ác mồm ác miệng tí khi người ta hỏi những cái câu mà vì người ta bị kẹt á, cho nên trả lời cho người ta để người ta hiểu. Nhiều người nói hỏi mấy câu gì đâu mà mắm dố, mấy cái từ hồi xưa, hỏi mấy câu gì đâu mà tô lô bido đó. Lại thì thực ra là đúng là mấy cái câu đó là nó rõ, nhưng mà đôi khi có người hỏi tự trả lời luôn á, mà vẫn đi hỏi, tại vì người ta bị kẹt cho nên trả lời cho người ta hiểu. Rồi đôi khi phải phóng đại ra thì người ta mới nhìn rõ được á. Ok, tiếp tục nè. Em và bạn trai quen nhau qua mạng, em 24, ảnh 34 tuổi, là bác sĩ tâm lý ở Sài Gòn qua Mỹ học thêm.
Em quen anh và chat với anh ấy được 2 tháng. Và khi chat với em hay muốn âu yếm chat sex với em. À, anh hay muốn âu yếm và chat tình dục. Anh ấy còn nhờ người quen ở Việt Nam quan sát theo dõi em mỗi ngày, biết em làm ở đâu, đi xe gì. Em không biết làm cách nào ảnh biết em ở đâu. Vậy ảnh có thật lòng hay đang lừa em không ạ? À? Cái thứ nhất á là anh ta không có cái khái niệm lừa ở đây. Cái câu hỏi của em á là về em tả về tình cảm, rồi em hỏi anh ta có lừa không. Anh thấy thứ nhất là anh ta có làm gì đâu mà lừa em. Ok. Có một cái là vậy nè, cái phần của em á thì em không ổn, em không lo, em lại lo anh ta có lừa mình hay không. Ok, tại sao? Thứ nhất, anh ta muốn chat sex với em. Tất cả những người đàn ông bình thường mà có cái ham muốn với người phụ nữ, người ta thường có cái thiên hướng muốn cái điều đó. Là sao? Ờ, cởi ra cho anh coi xíu thôi. Kéo kéo xuống sâu chút xíu. Không thấy, kéo kéo xíu. Ờ, xíu xíu nữa. À, còn như này hả? Ờ, váy anh mà kéo lên, váy thì lên. À, anh ta đại loại vậy đó. Thì đó, những người ta làm cái đó bình thường. Còn em có làm hay không á, là ở cái giá trị và cái phiên bản của em. Ở đây anh ta là bác sĩ tâm lý, nó chẳng nói lên gì hết. Nhưng mà ở đây em có tả nè, em chat với anh ta mới 2 tháng thôi mà em đã có cái, có vẻ như đây là em đồng ý chat sex. Em ơi, cái phiên bản này đàn ông người ta không yêu được. Thứ nhất là cho dù em không chat sex vẫn chưa có gì xảy ra cả, có nghĩa là chưa xác nhận được tình cảm có hay không. Nhắn tin qua mạng 2 tháng ăn nhậu gì, ổng còn chưa gặp em nữa mà. Ok, vậy đó là chuyện chưa có gì xảy ra, chưa có tình cảm ở đây, chưa thể có tình cảm được. Ở đây em lại đồng ý chat sex, thấy giá trị thấp không? Ok, cảm giác anh ta cũng sẽ là không thể yêu theo cách sạch được. Là tại vì cái sự tôn trọng trong cái cảm giác yêu sợ mất không có. Em đồng ý chat sex thì cái cảm giác mất sợ mất không có. Cái cảm giác yêu mà quý, cái cảm giác quý trọng, quan trọng không có. Nó chỉ có cái cảm giác gì không? Về gặp em này chắc đi khách sạn đừng thời gian mà tính nữa. Đó, kiểu vậy. Rồi em nói anh ta quan sát người ở Việt Nam theo dõi gì đó. Anh không biết, có thể là nó chẳng có gì phải theo dõi, nhiều khi trong Facebook em đi ra rồi em ghi em đi ăn nhậu gì đó. Rồi anh ta dùng mấy cái yếu tố đó, anh ta nói nó lên chút xíu thì em đoán. Rồi em nói chắc ảnh con người, ảnh con người em theo dõi. Em làm như trong phim đó, Điệp viên 007 á, em ơi ai rảnh đâu làm ba chuyện đó. Ok, mà nếu như thằng cha đó mà làm ba chuyện đó thì thằng cha này không phải bác sĩ tâm lý mà là bệnh nhân tâm lý á. Bệnh nhân tâm thần á chứ không phải bác sĩ tâm lý. Hiểu không? Có cái gì đâu tự nhiên mướn người rồi kiểu như quan sát đồ làm ghê gớm. Ok, theo dõi em mỗi ngày, biết em ở đâu, đi xe gì, em không biết làm cách nào biết em đây. Anh đoán là em có cảm giác là em quan trọng theo cái cách đó. Ok, nhưng mà anh không thấy được. Anh thấy anh ta anh biết chắc chắn là một điều chưa thể xác nhận được tình cảm ở đây, và khả năng là chuyện của em đang đi theo cái hướng xấu. Ok, là vì như cái anh tả hồi nãy. Em hỏi anh câu, anh có thật lòng hay đang lừa em? Anh thấy anh ta có làm gì đâu lừa, và cũng đâu có gì đâu thật lòng. Chẳng có cái gì hết trơn để mà hỏi thật lòng hay lừa. Anh ta chưa thể yêu em vì chưa gặp, chưa xác nhận được điều đó, cho nên có gì đâu lừa. Lừa là tại vì em tự em không an toàn. Ok, anh nói cho em biết những cái hình ảnh mà em chat sex có thể là được copy lại hay là quay màn hình, và sau này nó có thể nằm ở trên mấy cái phim, mấy cái trang web đen á. Ok, với cái chủ đề là em Việt Nam mà chat sex hot rồi hồng hào 22 tuổi gì đó, hay là gì đại đại vậy đó, mấy cái chủ đề đó. Do đó là em cẩn thận cái vụ đó, rồi mai mốt mấy người bạn nam của em người ta vào đó, nó ủa nhỏ này nhìn mặt quen, ô nhỏ bạn mình, hay là gặp cha hàng xóm của em á, cha hàng xóm này cho độc thân, cho nên cái chuyện trả vô mấy cái web đó là chuyện riêng, cũng trả phải không, trả vô mấy cái web đen, trả vô gọi là webden.com. Rồi cho thấy hiện ra đó, cái anh chả vô cho tìm là Việt Nam, cái bật cái hiện lên mà Việt Nam, cái nhìn mà thấy em này quen quen ta, click vô một cái anh chả thấy em thẳng, ủa sao nhỏ hàng xóm mình nằm đây ta, cái ổng mới thấy em là giống như đang là giống như là những cái action của em ở trên màn hình đó. Cái ông còn đó, cái ông bắt đầu vài bữa cái em thấy ổng đi ngang nhà em mà ổng nhìn em hơi lâu là em thấy nghi rồi đó. Ổng nói là hôm nay có phim mới chưa. Đó, cẩn thận mấy cái vụ đó. Lúc đi chơi với nhóm bạn, anh đó xin số điện thoại của em qua bạn em để làm quen. Nhưng anh ấy không nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại mà nhắn tin qua mạng xã hội. Vậy tâm lý anh ấy là như thế nào ạ? Nhưng em không thích anh ấy nhắn tin qua mạng xã hội. Thì em phải gửi thông điệp cho anh ấy như thế nào để hiểu ạ? Ok, anh ta nhắn tin qua cái giống gì cả anh ta? Anh ta nhắn tin mạng xã hội thì trả lời qua mạng xã hội.
Ok, còn nếu em không thích mạng xã hội thì đừng vào mạng xã hội, có vậy thôi. Nhưng em không thích ảnh nhắn tin của mạng xã hội thì em phải gửi thông điệp thế nào anh ta? Em lăng tăng, em bắt đầu đeo đuổi, thấy chưa? Anh ta có số điện thoại thì sao cũng biết. Anh ta nhắn tin qua mạng xã hội mà em lại biết anh ta hỏi qua điện thoại. Tại sao em không nghĩ là anh ta nhắn tin qua mạng xã hội, tức là anh ta hỏi cái tài khoản mạng xã hội, mà em lại tìm hiểu sao để biết được? Ồ, hỏi bạn mình để lấy số điện thoại, rồi từ đó tìm qua mạng xã hội, rồi nhắn qua mạng xã hội. Em ơi, em có dấu hiệu đeo đuổi và đã đổ. Tại sao em lại thích ảnh nhắn tin qua điện thoại? Tại sao em lại không thích nhắn tin qua mạng xã hội? Tại sao lại có vụ thích không thích đây? Nếu như em không thích anh ta nhắn tin qua mạng xã hội thì em không trả lời. Đó là một cái người phụ nữ chưa đổ, vậy thôi. Giả sử như anh ta nhắn qua mạng xã hội nè, em ơi nhớ em quá. Nói à, em cũng vui khi anh nhớ em, nhưng mà lâu lâu em mới vô đây em check, tại vì một năm em check có 2 lần à. Từ lần này check xong nửa năm sau em mới check lại, cho nên là em cũng vui là điều đó. Ok, rồi bye bye anh, có gì mình hy vọng là gặp anh ở đâu đó không. Rồi vậy thôi. Rồi nửa năm sau em vô em check lần thứ hai. Hả? Rồi nếu anh ta muốn tìm em, anh ta sẽ lấy điện thoại anh ta gọi. Vậy thôi, ok. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.